thấy đâu. Chưa nhìn thấy, vẫn chưa nhìn thấy đâu. Đây nè. Đó, bây giờ. Đây là một con. Thôi con kìa, bạn xúc cái đấy nó ra hết. Bao đăng là gì? Bao đăng là bạn ra biển hỏi thuê một cái đăng cắm sẵn ở ngoài biển. Khi nước lớn, cá sẽ đi theo lưới rồi vào trong đăng. Trong đăng có các ma trận, có 6 cửa ngục. Mà khi những con cá vào đó thì nó không biết đường ra. Bạn là người đi bao đăng, là bạn sẽ đi lúc thủy triều nước rút rồi vào bắt hết những con cá mắc kẹt ở trong đăng mang về. Giá đăng được tính trên một lần thuê, từ một chai mấy đến hai chai mấy, không tính trên đầu người nên bạn đi bao nhiêu người cũng được. Cá trong đăng là cá tự nhiên, ngoài biển vào nhiều hay ít cá còn tùy thuộc vào ngày, vào mùa, vào con nước và hướng gió. Ngày nào cũng có thể bao đăng được, nhưng giờ bắt cá thì đi theo giờ của thủy triều. Nước rút lúc nào thì bạn đi bắt cá lúc đó, không có giờ cố định, nhưng thường một tuần ban ngày, một tuần ban đêm. Bạn muốn biết ngày đó bắt cá lúc nào, hãy xem lịch thủy triều, còn khó quá thì cứ nhắn tin hỏi mình. Bao đăng là bắt cá tự nhiên nên sẽ có ngày đăng có nhiều cá và có ngày đăng ít cá, có ngày đăng có cá to và có ngày đăng toàn cá nhỏ. Bên chủ đăng có cam kết nếu khách bao đăng mà gặp đăng không có cá thì chủ đăng sẽ trả lại tiền cọc, còn đăng ít cá thì chủ đăng cũng sẽ xem xét thực tế và hỗ trợ giảm bớt tiền cho khách thuê đăng. Đặc biệt gặp đăng có nhiều cá thì khách được bắt và lấy hết mang về. Bạn muốn đặt bao đăng, hãy nói với mình sẽ tư vấn ngày giờ bắt cá cho bạn. Và nếu chốt được thì bạn chuyển khoản cọc trước 50%, bên mình sẽ giữ chỗ. Rồi, bên mình sẽ gửi định vị, hướng dẫn bạn đường đi ra đăng. Khi ra đăng, bạn sẽ được bên đăng hỗ trợ cho mượn dụng cụ bắt cá. Các bạn chỉ mang theo cái người và bao để đựng cá mang về. Nước đây sâu lắm á, chạy chạy. Nó bay luôn á. Rồi, một cái lối. Mở cửa luôn ha. Cả hết dây rồi mới vào được. Chắc nó cạn bây giờ em nha. Lát của cái rồi. Xem hôm nay có nhiều hay không, vào trong đây mới biết được. Rồi, một cái đăng nó sẽ có hai bên nha. Bên này và bên kia nữa. Bắt xong bên này đi rồi qua bên kia bắt. Có một cái nào. Đúng rồi, tất cả cá ở đây nó vào trong đây nó được dẫn vào cây chuồng này nhiều nhất. Cứ bình tĩnh bạn. Thôi, con cá trà bó không kìa, con cá nâu kìa. Ơi, vô đây nè. Trời, anh Khánh giống như ấy, anh Khánh anh na luôn áo khô bò đi anh Khánh. Ơ, nhìn thấy con gì không? Con cá nâu nè. Đó, có con gì bắt hết. Ai cầm cái túi đựng cá thì... Túi đựng cá đâu? Đấy, để em đưa ra ngoài, đưa ra ngoài đó. Đeo ảnh nè. Có được không? Có. Cứ bình tĩnh. Rồi bạn nào cầm đèn pin chưa vào trong này? Đèn pin đâu? Đèn pin đây. Có đèn pin vào đây. Chào dữ à? Sợ nghe chết luôn kìa. Tôi nằm vô đây rồi xong không ra được không à? Thì căng nắm bạn giống cá thôi, cái gì đâu. Số phận bạn giống con cá thôi, chứ có gì đâu. Má ơi chị ạ. Xuống hết chưa? Trong đây xuống hết chưa? Nhớ cái lưới lên. Nhớ cái lưới dưới đáy lên. Dưới đáy có tấm lưới rồi coi. Đây cầm cái nào không? Không có thấy đồ. Nghe không? Có được không? Không có nóc. Cái nóc hay quá rồi. Quỷ gì cái nóc? Không ăn được nha. Con này không ăn được. Ừ, không ăn được. Chơi gì được. Con này có ăn được. Ê, chơi, nó bắt được con ốc phương nè. Ừ, lấy đi. Đó, nó còn lên. Cứ mà bịt tay nó chửi đấy. Ốc này ốc gì vậy? Đâu? Mượn hồn chứ ốc hương. Ốc hương mượn hồn. Ốc hương mượn hồn đúng rồi. Đúng không? Hợp lý chưa? Khỏi cãi. Nè giữ đi. Xô. Dạ. Con này nó có con cua ở trong. Có một con cá nào to ở trong đó không? Nó chui vô cái vỏ ốc hương hiểu không? Nhìn cái tay mò nha, coi chừng là đính ghẹ nó kẹp cho phát nè. Đây. Ừ, đấy con cá nó vào nữa đấy. Trời. Úi giời ơi, cái bỏ bao. Quá giận. Cái gì á? Hai con. Hai con cái đây gì? Con gì? Bự hả? Thấy không? Con gì? Trời ơi, đúng là có cái đèn pin nó có khét. Giờ chưa? Chưa. Ấy, ơi nó con kia rồi. Qua bên kia. Ủa, cái vật nụ. Ơi, cái lưới bị nụ. Rồi con kia không phát được. Ê, con. Còn không? Còn hai ba con, nãy ba con lận. Ừ hả? Dở lên. Nè, 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 n
Đâu, con to mà. Ủa, đấy. Bự vậy hả? Ừ. Con này là cái gì ạ? Cá măng, cá măng. Cá măng, nhìn con, lại quá. Nãy còn một con trong đây nữa, ba con hả? Ba con kia rồi. Ba bên kia một con, còn con chứ. Nó qua bên kia, trong đưa nó cũng chết thôi. Để quá trời luôn à. Cá này làm gì ăn anh? Các bạn ở đây thì bây giờ chỉ có nướng thôi. Ăn luôn tại đây không? Cắm chạy đây mà. Dạ đúng rồi, ở chỗ của Bình á. Cô Năm chứ? Ở chỗ em gọi là cô Bình á. Bà tên Bình á. Bà tên Bình đúng không? Đúng rồi. Ừ, anh cứ gọi theo quán không? Dạ, tên quán là cô Năm. Anh hả? Dạ. Tiếng Anh hả? Rồi, bắt chơi đi nha, đừng ăn nha. Chơi thôi. Ăn là đi theo. Rồi, đàn nào muốn thử cho nó cắn thì thò một. Ờ, nè, qua gì cắn. Mới cắn đúng không? Quá luôn không? Ừ, cái bóp nó phải nhìn rồi nó chỉ cho nghe. Sát thủ đi mà chưa nhìn thấy đâu. Chưa nhìn thấy. Vẫn chưa nhìn thấy đâu. Đây nè. Đó, bây giờ. Chỗ này một con. Ê, coi cái gì, bạn xúc cái đấy nó ra hết. Đổ vào túi đi, không nó ra hết. Nó rất là dài cái người. Cái đèn pin này không thấy mình quẹn. Có cùng quẹn. Chắc chị á. Tao chơi nghe thấy giờ mà. Trời. Rồi chốc ra đùa sau. Lên nó còn rút nữa mà. Đi vào chuồng bên này đi. Xem bên này thế nào. Xem đang mày hay mày. Con này vô chưa hết? Chưa. Trong đây thế nào? Mà bạn. Không có gì luôn hả? Xem này, cái đăng này có vẻ như là được cá ít con. Đi luôn. What the hell? Không có cái gì đi mà.